Xin kính chào quý vị và các bạn. Trung Bộ và Tây Nguyên những ngày tới vẫn tiếp tục có mưa rông xảy ra và cục bộ có mưa lớn. Ngày mai thì hầu khắp các tỉnh thành, từ Nghệ An trở xuống đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa rông và cục bộ có điểm mưa lớn trên 70mm. Thời điểm mưa to là về chiều và đêm, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh có thể đi kèm trong mưa. Tại Hà Tĩnh thì dự báo là 2 ngày tới, mưa sẽ còn xuất hiện về chiều. Sau đó những ngày cuối tuần và đầu tuần sau thì mưa sẽ giảm và trời sẽ nắng cả ngày. Đến thứ tư của tuần sau, mưa sẽ quay trở lại. Và đó là trạng thái thời tiết. Còn về nhiệt độ thì cả 7 ngày tới tại Hà Tĩnh không biến động nhiều. Nhiệt độ dao động trong khoảng là 33 đến 34 độ, khá nóng. Nhờ vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, núi Hồng Lĩnh thu hút rất nhiều du khách. Vì vậy quý vị nhớ đến ghé thăm. Còn ở Kon Tum thì mưa sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới và thời điểm mưa thường xuất hiện sau 4 giờ chiều. Trước đó thì trời lúc nắng, lúc nhiều mây, không khí trong lành dễ chịu với mức nhiệt cao nhất là 28 đến 30 độ. Với những du khách có kế hoạch tới thị trấn Măng Đen thì nhớ là mang theo áo khoác vì nơi đây nằm ở độ cao 1.000 mét so với mực nước biển, lại được bao bọc bởi rừng thông và nhiều hồ thác nên về đêm trời sẽ khá lạnh. Còn với thủ đô Hà Nội thì ngày mai dự báo là trời vẫn nóng về trưa chiều khi mà nhiệt độ cao nhất khoảng là 36 độ. Từ ngày thứ 6 trở đi thì nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm dần do là trời có mưa. Đến thứ 4 của tuần sau, nhiệt độ là 31 độ, trời mát. Với thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ngày tới ở đây sẽ vẫn tiếp tục xuất hiện mưa về chiều và tối. Quý vị nhớ lên kế hoạch vui chơi phù hợp để tránh gặp mưa. Từ sáng cho đến trưa và đầu giờ chiều là lúc thời tiết đẹp nhất, trời không mưa, có nắng nhưng không quá nóng, với mức nhiệt cao nhất chỉ khoảng là 31 đến 33 độ. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.